Chipu Quệ Tưng cùng Thái Thiếu Phân ở tập mới nhất của Hương Vị Trung Hoa tập 2. Trailer mới nhất của chương trình Hương Vị Trung Hoa đã lên sóng hé lộ một số khoảnh khắc cùng các tỷ tỷ. Trong đó, Thái Thiếu Phân sẽ tham gia với tư cách là khách mời lần này, hứa hẹn sẽ có nhiều trận cười cho khán giả. Nhờ tính cách vui vẻ hài hước, sau phim Chân Hoàn Truyện cũng đã mối quan hệ rất thân thiết với Chipu đến từ Việt Nam. Trong chương trình A Delicious Guest, Chipu và các nghệ sĩ khác sẽ nhập vai làm thực khách, tham quan và thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Họ sẽ chia sẻ cảm nhận về ẩm thực tại từng địa điểm. Trong tập 2 của chương trình A Delicious Guest Hương Vị Trung Hoa, Chipu và dàn tỷ tỷ sẽ có cơ hội tham gia một hoạt động thú vị là đi thuyền rồng khám phá phố cổ và trải nghiệm những món ăn lâu đời tại đây. Đây là một điểm đến đầy hứa hẹn và mọi người đang rất tò mò về những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong tập này. Trước khi chương trình A Delicious Guest Hương Vị Trung Hoa lên sóng, Chipu đã chia sẻ một bức ảnh trên trang cá nhân cho thấy trang phục mà cô sẽ diện trong tập tiếp theo. Điều này khiến fan hâm mộ càng thêm háo hức và mong chờ những màn trình diễn đầy duyên dáng và thú vị của Chipu và dàn tỷ tỷ. Phố cổ được xem là một di sản văn hóa quý giá của Trung Quốc, và việc đi thuyền rồng khám phá nơi này không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo mà còn giúp Chipu và các tỷ tỷ khám phá những món ăn truyền thống đặc biệt. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của các chuyên gia ẩm thực, họ sẽ có cơ hội trải nghiệm những hương vị độc đáo và tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của những món ăn này. Sự kết hợp giữa khám phá văn hóa và ẩm thực trong tập 2 của chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thú vị và gần gũi với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Mọi người đang không thể chờ đợi để xem Chipu và dàn tỷ tỷ thể hiện sự tinh thông và đam mê với ẩm thực trong tập này.